Xin chào mọi người. Hôm nay đọc được cái bài này thật sự luôn. Giới trẻ bây giờ sao mà xem cái chuyện mà lập gia đình rồi ly hôn nó giống như trò đùa nhỉ. Thật sự mà nói, ví dụ như lỡ hai giữa hai vợ chồng nó có vấn đề gì đó đi, thí dụ mà giải quyết không được đến mức mà phải ly hôn thì cũng đâu có phải là giống như những bạn trẻ này đâu, nào tung lên Facebook này kia, lên mạng xã hội, lên TikTok làm giống như ăn mừng vậy đó. Thật sự nó rất là lố bịch. Ở đây mình không nói là nguyên nhân là giữa hai cái bạn này là vì đâu ly hôn, nhưng mà mình thấy những cái người bạn bè này, cái chuyện ly hôn này thật sự là nó, đối với mình nha, nó cực kỳ phải là kinh khủng và tệ hại. Nó không có phải giống như những cái này để đem ra là phải đưa lên mạng xã hội rồi này kia. Thật sự là nó giống như một trò hề mà mấy bạn này thiệt đúng là thế hệ trẻ bây giờ, những cái giá trị tình cảm gia đình này kia họ coi thường quá nhỉ. Mà thôi thì cái bài này mình chỉ lướt lướt qua thôi. Chứ còn thật ra thì hôm nay thì mình định làm về cái nhiều bạn sau cái bài mà mình chia sẻ lên trên mạng về cái chuyện ly hôn của mình, về cái chuyện mà mình bị cắm sừng này kia đó. Thì lúc trước mình cũng có làm một cái video rồi, mình cũng có một cái chia sẻ tâm sự với mọi người rồi, thì hôm nay mình sẽ đi sâu vô cái vấn đề là làm sao để mình có thể vượt qua được một cái nỗi đau về thất tình, về phản bội, ly hôn, nói chung là nỗi đau bị tan vỡ, làm sao mình vượt qua. Và đối với những ai mà chưa trải qua cảm giác đó, đó thì hôm nay mình sẽ mô tả cho các bạn một phần nào đó là cái nỗi đau nó như thế nào. Chứ còn thật sự mà nói cái cảm giác nó đau như thế nào thì thật sự là mình không muốn các bạn trải qua đâu. Nhưng mà khi mà các bạn nếm qua nó rồi thì các bạn thấy thật sự là không có cái gì mà mô tả được đâu. Nó giống như bây giờ đàn ông của mình nó kêu đau đẻ như thế nào thì làm sao mà biết được, thì cũng chỉ thấy là người phụ nữ đau như thế nào thôi, chứ còn mình không biết được đâu. Thì khi nào mà mình trải qua được cái cảm giác đó, nó chân thật đến mức đó thì mình mới biết được là nó đau như thế nào. Chứ còn nói trên mặt lý thuyết này kia hoặc là nghe người khác nói nó đau thì mình chỉ biết như vậy thôi, chứ thật sự mình không biết được như thế nào. Rồi mình sẽ đi lại cái vấn đề là cái mục số 1 thôi, là cái cách vượt qua một cái nỗi đau tan vỡ sau khi thất tình, phản bội, ly hôn. Ở đây á, là đối với mình á, thì mình mới khoảng khoảng 1 năm để mình ổn định lại tất cả mọi thứ về cuộc sống, về sức khỏe, về công việc của mình, về những cái về vấn đề gia đình của mình sau ly hôn. Đối với mình là tầm khoảng 1 năm. Còn đối với những người khác thì thật sự mình nói cái này nó không có một khung cụ thể nào cả. Có những người mất 3 năm, 5 năm, có những người hàng chục năm vẫn không thể lúc nào mà quên đi được cái mối tình, một cái mối quan hệ nào đó đổ vỡ. Đối với họ là nó quá là gọi như là giống như là họ đã nhập vào trong cái mối quan hệ đó, họ không thể thiếu được cái đối tượng đó. Nhưng mà đó là từ một phía họ thôi. Còn đối với những người khác, người ta ra đi thì người ở lại là họ. Cái họ ở lại là những cái quá khứ, những kỷ niệm họ tiếc nuối thôi, chứ không giữ được đối phương được rồi. Đối phương sẽ đi theo bằng cách này hoặc cách khác. Hoặc là thậm chí nha, mình nói luôn là có một cái câu chuyện của một cái bạn kia, là hai vợ chồng nói chung là có một người ngoại tình, thì họ vì sĩ diện hai bên, vì con cái, vì gia đình, họ vẫn giữ cái mối quan hệ đó. Nhưng mà thực sự đó là một cái vỏ bọc thôi,
họ họ đâu còn yêu thương nhau đâu. Giống giống như là cái đó, giống như là giấy sao mà gói được lửa đó. Thì sớm muộn rồi thì mình cũng thấy là cái mối quan hệ nó sẽ đổ vỡ thôi. Thì mình nghĩ á, đối với những cái mối quan hệ như vậy thì nên giải thoát cho nhau đi ha. Và mình không phân tích lỗi là ai ngoại tình, ai đúng, ai sai gì cả. Nhưng mà đối với những cái mối quan hệ như vậy thì nên chấm dứt đi. Chứ tại vì mình nói thật, cái vỏ bọc đó để làm cái gì? Mình sinh ra ở trên cõi đời này, mình sống, mình có mưu cầu hạnh phúc ha. Lúc lúc mà cái chuyện gia đình nó tan vỡ, tan nát rồi thì cái vỏ bọc đó để ý nghĩa gì? Mình để mình show ra cho xã hội là à, tôi vẫn còn một cái gia đình như vậy ha. Rồi rồi cuối cuộc mình có còn là mình nữa không? Mình có được sống hạnh phúc với chính bản thân mình, đối với những người xung quanh. Đừng đừng có vì cái vỏ bọc đó. Mình đã từng rất là sợ phải đối diện với một cảnh mà gia đình là vợ chồng ly hôn, đặc biệt là vợ mình cắm sừng mình không dám nói ra ngoài luôn, kể cả gia đình mọi người thân của mình. Nhưng mà cái cách làm như vậy cái nó không có đúng. Mình thứ nhất á, là ở đây mình phải đối diện và chấp nhận sự thật. Tại vì nói thật với các bạn là các bạn không đối diện với nó, các bạn không dám đối diện với cái nó, thì các bạn ví dụ như bạn lơ nó đi, bạn né tránh nó đi thì nó vẫn còn đó. Nó giống như bây giờ khi mà các bạn có một căn bệnh đi, mà bác sĩ nói là phải thực sự và phải mổ mới 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 giải quyết được triệt để, mà mình nó thì nhưng mà nó không có thực sự nguy hiểm, nhưng mà để lâu dài cho nguy hiểm, nhưng mà các bạn không chịu mổ thì các bạn cứ chịu đựng cơn đau. Khi qua cơn đau rồi các bạn lại mình cũng bình thường rồi, các bạn đau quá các bạn uống thuốc, nhưng mà đến một lúc nào đó không còn cứu vãn được nữa thì lúc đó cũng phải mổ thôi ha. Mà chưa kể đến lúc đó là mình mổ rồi nó rất là nguy hiểm, thì đối với mình cái nỗi đau hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì đó, không không chỉ nói về nỗi đau về tinh thần đâu, mà khi mà các bạn xử lý một cái vấn đề trong công việc cũng vậy, bạn phải nhìn nhận nó là một cái vấn đề ha, và tìm cách giải quyết nó, chứ không phải là ủ cái giống như mà trong công việc ấy nha, các bạn nói ủ cái này khó quá thôi mình làm cái khác đi, không được. Cái vấn đề cái problem nó vẫn nằm ở đó thì các bạn phải xử lý nó ha, chứ còn các bạn né né vòng vòng thì rốt cuộc cũng 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 phải đối diện với nó ha. Thì cái vấn đề về trong cái vấn đề mà cái nỗi đau tình cảm này tan vỡ, các bạn phải nhìn nó, đối diện với nó ha. Mình biết là rất là khó chịu nhưng mà phải như vậy ha. Cái đó là cái bước đầu tiên ha. Cái này á, thì nói thật mình mất khoảng tầm 3 tháng, mình nhớ là khoảng 3 4 tháng để mình dần mình chấp nhận được là ok đó là sự thật. Còn trước đó mình thật sự mình không có chấp nhận được, tại vì mình là giống như là mình bị động vào cái mối quan hệ này đó, mình bị người ta cắm sừng mà mình không có chấp nhận được, cho nên là mình rất là đau khổ. Rồi mình cứ bao nhiêu kỷ niệm ở quá khứ nó ùa về thật sự luôn ha. Rồi cái thứ hai quên đi những cái kỷ niệm. Thật sự mình nói với bạn rất là khó ha. Mình xuống Sài Gòn, mình học xong cấp 3 xuống Sài Gòn là 2006, học mấy 5 năm trời đại học rồi đi làm gắn bó ở Sài Gòn, là tức là 2006 đến 2022 khi mà phát hiện vợ mình ngoại tình, là 16 17 năm trời gắn bó ở Sài Gòn đó. Còn hồi trước đó từ mình sinh ra ở Đồng Nai, mình lớn lên rồi đi học cấp 1 cấp 2 cấp 3 ở quê ở Đồng Nai nó, từ lên đại học này kia, các bạn thấy là gần như một nửa đời người mình gắn bó với Sài Gòn, biết bao nhiêu kỷ niệm nó gắn đúng một cái con người đó. Cho nên là nhiều lúc đó mình đi ra đường hoặc là qua những cái quán xá, những cái đường phố này kia, những cái quán ăn này, trời ơi, những kỷ niệm nó ùa về, nó giống như giết chết mình vậy đó. Cho nên á, cái thứ hai là các bạn phải quên đi những cái kỷ niệm
Mà thứ nhất để quên đi á, thì mình phải làm cách nào ha? Đối với ở đây mình, ở đây mình dựa vào kinh nghiệm của mình nha, không có một cái mình nói thiệt luôn á, theo mình tìm hiểu nha, mình đọc những cái chia sẻ trên YouTube, những cái bài giảng của thầy Minh Niệm này kia, mình đọc sách đọc báo, thực ra là nó không có một cái gì cụ thể để cho việc mình quên đi. Nó cũng giống như cái khung thời gian này, nó không hoàn toàn đúng cho ai cả. Có người mình nói là có người mất 1 năm, có người mất vài năm, còn có người thậm chí 5, 10 năm mà cả đời không thể quên luôn. Cái đó là tùy vào ý chí và cái bản lĩnh của mọi người nữa ha. Rồi cái vấn đề là quên đi kỷ niệm thứ nhất, nói thiệt, mình rời Sài Gòn, mình rời bỏ Sài Gòn đi luôn. Sau khi á, mà ba cái thời điểm đó ba ruột của mình mất, thì lo ma chay này kia xong hết, thì mình quyết định nói sự thật đối với mọi người trong gia đình mình, là vợ mình như vậy, gia đình mình như vậy đó, thì bây giờ không còn gì nữa. Thì mình biết mọi người cũng lo lắng với mình, nhưng mà thực sự là mình cũng nói mình lớn rồi, ba mấy tuổi rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu. Đó thì mình khăn gói mình lên Sài Gòn, mình rời bỏ Sài Gòn đó, mình ôm chiếc xe thủ tục ly hôn, mình giải quyết giấy tờ xong hết rồi, thì mình ôm xe mình chạy nói chung là khắp các nước Việt Nam, thành chế là mình đi hết, mình đi ngay cả mình đi qua bên biên giới Trung Quốc luôn, mà mình đi qua bên cửa khẩu chỗ Lào Cai chơi. Thì mình đi như vậy đó, mình cũng may á, là cái công việc của mình là mình làm về IT, mình làm về lập trình đó, thì mình làm online được. Thì 2017, 2018, 2019 đó, thì trước dịch đó, thì mình có nghỉ làm công ty, thì trước mình vẫn đi làm công ty nha, mình nghỉ làm công ty thì mình về ở nhà mình làm online, rồi mình có làm thêm, làm game, rồi sau này mình có đầu co nữa, thì mình làm vậy thì để tập trung nhiều cho cái công việc, mình kiếm tiền chút lo cho gia đình này kia đó. Thì sau khi mà cái sự việc đó xảy ra thì mình rời Sài Gòn, thì mình bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ có mình vẫn giữ lại cái nghề của mình là mình làm IT online. Thì chính vì như vậy á, thì khi mình rời Sài Gòn á, thì mình vẫn có được cái công việc, vẫn giữ được cái công việc của mình vừa làm vừa đi, vừa làm vừa đi, mình đi khắp Việt Nam. Thì á, khi mình đi ra ngoài á, mình rời Sài Gòn mình đi ra ngoài, thì thật sự á, mình đi du lịch mà mình tiếp xúc rất rất là nhiều người, thật sự luôn, tiếp xúc là rất là nhiều người, từ những cái người có những cặp bị bỏ nhau, rồi những cái người nghèo khổ, rồi những cái người bà con dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa, mình nhìn nhận là cái nhìn nhận của mình về cái cuộc sống này, về cái cuộc đời này, về cái khái niệm hạnh phúc, về mình sinh ra và mình cần gì ở cuộc đời này, nó khác với trước đây. Phải nói là mình cảm nhận được cái cuộc đời mình nó sâu sắc hơn, nó rõ ràng hơn, chứ nó không còn hời hợt như trước nữa. Cái đó là cảm nhận của mình nha. Thì theo mình khuyên với các bạn á, mình nên đi ra ngoài. Mình đi mình, đó là mình đi 2 tháng, 2-3 tháng. Hiện tại thì mình đang ở Đà Nẵng, thì sắp tới mình sẽ về Đồng Nai để mình vẫn làm việc, mình set up mọi thứ ở nhà rồi, mình sẽ làm việc ở nhà và mình sẽ tiếp tục cái công việc, có thể mình làm cái gì đó để làm ăn lại, mình sẽ làm thêm cái gì đó ngoài cái công việc chính của mình. Tại vì theo như mình nói thì đối với mình nhiều khi làm lao động kiếm tiền cũng là một cái niềm vui, miễn là mình làm chân chính. Thì cái này mình khuyên các bạn là nên đi ra ngoài ha, để nó thoải mái đầu óc á, thật sự luôn. Mà lúc trước mình xách xe mình đi, mình cũng không nghĩ là nó có tác dụng như vậy đâu, mà mình nghĩ là nên đi ha. Mình cũng có nói là công ty hỗ trợ cho mình,
Tại vì nhiều lúc mà mình chạy xe mình chạy một ngày 4 5 tiếng luôn. Đó. Thì mọi người nên đi ra ngoài ha. À, cái thứ hai, mình vẫn phải duy trì cái công việc ha. Tại vì mình nói rồi. Tình yêu á, nó lúc mà mình yêu á, mình thời sống thời chết có nhau, lúc người ta bỏ nhau thì nó cũng như người ta bỏ mình, người ta cũng bỏ thôi. Hoặc là đến lúc mà giống như mà ví dụ như mình thích một cái món đồ nào đó, mình cực kỳ thích luôn, cái mình đi làm mình cày tiền, mình bằng mọi giá mình phải kiếm được cái nó. Nhưng mà nói thiệt với bạn, mình kiếm được nó xong rồi mình chơi nó lâu á thì vài tuần dăm ba tháng, còn có khi nhanh thì sáng chiều mình chán rồi đó. Giống như nói thiệt luôn, các bạn mua một con game tải về máy các bạn chơi đi, có thể các bạn chơi một vài bữa, một vài tháng hoặc là một năm rồi, sau đó các bạn cũng chán thôi. Nhưng ở đây cái công việc của mình thì các bạn phải duy trì. Mình nói thiệt luôn, tình cảm hoặc là nó không có cũng không sao, nhưng mà cái công việc, cái tiền bạc mình không có là nó mới mệt đó. Cho nên là phải có công việc hay có tiền nha các bạn ha. Nhưng mà mình nói các bạn là để vừa đủ nuôi sống cho bản thân mình, và có một cái là lo cho ba mẹ mình nữa ha. Hoặc là sau này người thân của mình cần thì mình giúp đỡ thôi. Tại vì mình nói với các bạn á, khổ mà có tiền nó cũng đỡ hơn là khổ mà trong tay không có cái gì hết ha. Cái này các bạn phải đi qua là các bạn công nhận. Mình thấy có những cái người á, à mình thấy có cái cô này là cùng với một cái anh kia đi qua bên, à là hồi mình đi du lịch đó, ở bên Ninh Bình đó, là cô này với cái anh kia quen nhau xong rồi đi qua bên Kuala Lumpur á là đi lập nghiệp. Nói chung làm ăn cái gì thì mình cũng không rõ, người ta cũng không có chia sẻ nhiều, thì rất là thành công, ngày đầu kiếm cũng được mười mấy 20 tỷ, nhưng mà tiền ông đã nắm hết. Xong rồi sau này ông đó ông quen bà nào đó, xong rồi bà này chả có gì, vừa mất người tình, mất tiền, bị lưu lạc nơi đất xứ đất khách quê người, cũng chả có cái gì hết đó. À, rồi đến lúc mà người ta gặp lại mình thì mình cũng chia sẻ mà, thì chia sẻ qua lại thì mình thấy cái hoàn cảnh của người ta nhiều khi nó còn thảm hơn mình. Có một cái là người ta chưa có con thôi đó. Thì nói chung là mình mới nói ở đây á, mình phải duy trì được công việc, phải đi làm, phải có tiền. Tại vì nói thiệt, cái nỗi đau nào nó cũng sẽ qua đi thôi, nhanh thì 1 2 năm, lâu thì 5 10 năm, nhưng mà mình thì cũng phải sống, mình cũng phải có tiền, đừng có để bản thân mình là gánh nặng của xã hội ha. Phải có tiền đó. Là lúc mình có tiền mình có thể đi đây đi đó, mình đi chữa lành cho mình, rồi mình lo cho mình, lo cho người người thương mình, gia đình mình, ba mẹ mình đó, thì mình sẽ thấy yêu đời hơn ha. Thật sự lúc đó mình giống như mình đó, sau cái bước này cái chuyện mà yêu đương đó, mình không phải giống như một số người, là mình thấy có một số người tiêu cực đến mức là trải qua một cái đau đớn đó, họ đóng cánh cửa trái tim lại luôn, họ không muốn quen ai hết. Họ cái chuyện yêu đương hoặc là cái chuyện quen ai đó là họ nhìn với một cái góc độ rất là tiêu cực. Mình hiểu được là tại sao họ như vậy, đó là một cái cơ chế phản vệ của một con người đó. Là tôi mệt mỏi quá, là tôi không muốn nữa ha. Đối với tôi là bây giờ sống tôi yêu đời này kia, nhưng mà họ không có yêu nữa, họ yêu nữa, yêu đời, yêu thiên nhiên, làm những việc thiện này kia thôi, chứ họ không có, họ sợ họ bước vào cái mối quan hệ. Nhưng đối với mình đó, thì mình hiểu ra được á, là trên cái xã hội này á, người tốt người xấu nó lẫn lộn á, và cái việc mà người ta bỏ nhau này kia, những cái chuyện nó xảy đến á, là nó có cái quy luật rồi, mình có muốn cũng không né được. Thì thay vì như vậy mình hãy chấp nhận ha, mình hãy đón nhận do mình đó, giống như tầm mình bây giờ đó. Thật sự là con người vẫn có mưu cầu hạnh phúc mà, vẫn có mong có một cái ai đó cùng mình đi đến cuối đời chứ. Nhưng mà những cái chuyện mà xảy ra, ví dụ như người ta không ở bên mình, không đi đến mừng cuối đời thì thôi ha, không cái việc gì phải bằng sống bằng chết là phải tự tử này kia. Không, đừng có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ
nhưng mà mình cũng không nhất thiết là mình phải sợ, mà mình cứ sống sống vui sống khỏe chứ. Thí dụ như khi có một cái lúc nào đó ta, vũ trụ này rất là hay, mình lúc nào đó hai con người có cùng tần số thì tự nhiên người ta sẽ gặp nhau, rất là mình nói thiệt luôn, nhiều người gặp nhau rất là tình cờ đó. Và khi mà mình sống thật lòng chân thành đó, và nhưng mà mình nói các bạn là lúc này mình phải, thí dụ như các bạn có yêu lại lần nữa thì các bạn phải kỹ ha, tại mình đã có những kinh nghiệm lần trước thì mình phải lấy nó áp dụng những kinh nghiệm này ha, mình phải thật sự cẩn thận, nhưng mà đừng có quá gọi như là nhạy cảm quá ha. Rồi, đó. À, thì lúc này á, thật sự nếu mà có thì tốt, có một cái mối quan hệ có thì tốt, còn không có cũng chả sao, không nhất thiết là phải có cho bằng được ha. À, đó, vậy thôi. Nhưng mà sau cái bước này là có một số cái người á, suy nghĩ là phải có người yêu ha. Thì thực sự cái chỗ này rất là nguy hiểm, tại mình nói thật với các bạn luôn á, khi mà các bạn mất một ai đó hoặc là các bạn bị người ta cắm sừng hay gì đó mà các bạn bắt đầu vội vàng á, ha, các bạn vội vàng đi kiếm á, thì nói thiệt cái lúc này á, cái tâm nói thiệt á, cái tâm lý của mình trong cái thời gian này nó rất là không ổn định. Các bạn yêu ai hoặc là ai yêu các bạn lúc này á, cái con người đó nó không phải là mình thật sự luôn. Nhiều lúc mình còn không hiểu là nhiều lúc sáng thì như vậy, chiều như vậy, tâm lý mình không ổn định thì thực sự làm sao mà người ta hiểu được cho mình, người ta chấp nhận, lúc đó mình tự làm khổ mình và là làm khổ người nữa ha. Đừng có lúc này đừng có vội vàng yêu ai cả, mà hãy cho mình thời gian mình chữa lành bản thân mình đi, thì lâu thì sau khi mà mình chữa lành đó, sau khi mình chữa lành đó, thì lúc này á, cái con người của mình nó sẽ sâu sắc hơn, mình sẽ cảm nhận được mọi thứ nó ổn hơn ha. Thì lúc đó mình tin rằng á, đối với những cái người mà đi qua khổ đau như mình như này, thì á, khi mà họ được chữa lành thì những cái mối tình tiếp theo hoặc là những cái chuyện sau này á, nhìn rất là sâu sắc và có thể là sống rất là vui vẻ hạnh phúc ha, mà không cần nhất thiết phải đu bám vào một cái mối quan hệ nào đó. Rồi sau khi mà mình vượt qua được cái những cái nỗi đau này á, thì bắt đầu là mình hồi xưa mình nói thiệt luôn á, là mình không muốn tiếp xúc với ai luôn, nói thiệt luôn. Nhưng mà sau khi mà mình đã vượt qua được cái chuyện này, mình thẳng thắn mình chia sẻ câu chuyện của mình đối với mọi người, bạn bè, người thân của mình, thì thực ra là mình nói là vẫn có nhiều người vẫn hiểu thông cảm cho mình, vẫn có nhiều người là quan tâm mình đó. Và lúc này thực sự là mình cần những cái mối quan hệ này để coi như là mình, để nó giúp mình quay lại được với cuộc sống trước kia của mình ha. Trước khi mình yêu thì mình vẫn có gia đình, vẫn có người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác này kia. Chứ sau khi mình vượt qua mình chữa lành thì ngoại trừ cái vấn đề là cái chuyện tình cảm đó với người đó, thì những thứ khác mình phải quay lại. Thì đây là bạn bè, người thân, gia đình, đồng nghiệp, nó sẽ giúp mình quay lại được cái mối quan những cái cuộc sống của mình trước kia. Tại vì trước khi mình yêu mình ai, mình cưới ai này kia, thì những cái thứ này nó vẫn hiện hữu ở đó, không không vì một cái mối tình mà mình phải nói là mình reset tất cả luôn, không được, như vậy là không đúng, hiểu không? Mình đừng có cái góc nhìn đó ha. Mình phải quay quay mình phải ngoại trừ cái vấn đề chuyện tình cảm của mình nó có vấn đề, còn lại những cái người bạn bè, người thân, đồng nghiệp, những cái mối quan hệ trước kia nó đâu có lỗi đâu, mà mình quên đi hết. Mình hiểu là có những cái người bạn, những cái người đồng nghiệp, những cái công ty, những cái chỗ nào đó nó gắn bó với nó sẽ là một cái kỷ niệm, nó gắn bó với cái người cũ ha, nó sẽ làm cho các bạn gợi nhớ, thì đó là cái giai đoạn đầu thì các bạn nên quên nó đi thì đúng. Nhưng mà lúc cái ở cái bước ba này các bạn đã chữa lành rồi thì các bạn phải không phải quay về thôi ha. Vậy thôi.
Thì cái đây là cái hành trình của mình. Thì sắp tới thì mình sẽ về Đồng Nai, thì mình cũng sẽ, mình có rất là nhiều bạn bè ở Sài Gòn, đồng nghiệp này kia, từ những người đồng nghiệp bình thường có đến những cái ông sếp giám đốc này kia, thì những cái mối quan hệ đó mình sẽ phải kết nối lại thôi. Thì nó sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn, là mình quên đi được những cái đau khổ trong cuộc đời, và mình sẽ tiếp tục tự tin để tìm, để sống hạnh phúc trong thời gian, trong tương lai, và có thể là đi bước nữa. Thì thật sự là mình không có chắc cái vấn đề đó đi bước nữa hay không, nhưng mà mình phải quay lại là bản thân của chính mình trước kia, không để cho mình gục ngã ha. Thì đó, cho nên là mình như vậy thôi. Hôm nay mình chia sẻ cái chỗ này như vậy, còn cái chỗ mà cái cảm giác nỗi đau mà thất tình khi phản bội mình thế nào, mình nói thiệt luôn các bạn luôn, nó như thế nào nhỉ? Cái cảm giác của mình nha, lúc lúc mình khi mà phản bội, thứ nhất á, mình dằn vặt bản thân đến mức mà thê thảm luôn, là mình dằn vặt tại sao mình lại bị phản bội, tại sao mình á đã tốt với người kia như vậy mà tại sao họ phải phản bội mình như vậy, mình đã làm gì sai này kia. Mình liên tục chất vấn và dằn vặt bản thân mình, mà đến mức mà lúc mà sau này khi mình vượt qua lại á, mình cảm thấy ủa sao mà xưa mình suy nghĩ kỳ cục như vậy đó, mình thấy tội cho bản thân của mình thời gian đó luôn ha. Nhưng mà lúc đó là do cái mình bị cái cảm xúc nó chi phối á, cho nên là mình cái kiểu đó, và chính những cái này nè, chính những cái dằn vặt này nó tốt một phần là sau này nó giúp mình nhìn nhận được cái vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân. Còn nó xấu là nó giống như nó vùi dập bản thân mình đó. Mặc dù là cái chuyện này là cái người sai, là cái người vợ cũ của mình cắm sừng mình ha, đó mình dập rồi, mình mà có một thời gian mình bị trầm cảm luôn á, tức là mình không muốn nói chuyện với ai về cái bất cứ về vấn đề gia đình mình cả. Cái thời này mà các bạn biết, ở trên mạng nó có cái vụ mà lòng sào dương, mà vụ ngoại tình đó, cái cô đó nó cũng là giáo viên, cũng ngoại tình lòng sào dưa vậy, 30.000 vậy đó. Rồi mình lên mạng xã hội mình thấy cái đó là tự nhiên tim mình nó nhói luôn, rồi mình trầm cảm, mình không muốn tiếp xúc với ai, không có muốn nói chuyện nha. Thời đó là mình đóng Facebook luôn, mình không có mở Facebook luôn. Nhiều người trước đây mình có là đào, mình có đào trâu á, nhiều anh em hỏi mình kinh nghiệm về con trâu đó mà không liên lạc được với mình luôn. Tại vì lúc đó là mình đóng mạng xã hội luôn, là mình rất là sợ những cái tin đó, mình không dám đối diện với nó, nhưng mà rồi cũng phải đối diện thôi. Thời gian đó thứ bắt đầu mình trầm cảm, không muốn tiếp xúc với ai, nhưng mà cũng may á, là lúc đó mình còn nghĩ đến gia đình mình, những người thân của mình, tại vì họ không có lỗi ha. Mình không thể vì một người mà mình đánh mất tất cả những người còn lại, không có được như vậy. Thì mình có nghe được một cái câu chuyện là người ta nói cũng đúng, mình đừng có để cuộc đời của mình phụ thuộc vào bất cứ một cái thứ gì cả. Tại vì khi mà mình phụ thuộc càng nhiều á, thì nó nỗi đau nó càng lớn và mình càng khó vượt qua ha. Không được phụ thuộc. Ví dụ như mình nói thiệt, trong bất cứ một cái mối quan hệ về, thí dụ như về làm ăn đi, mình phụ thuộc người ta về mọi, thí dụ mình nhập hàng, mà các bạn nhập hàng ở một chỗ đi, thí dụ như người ta không có hàng, hoặc người ta hết hàng, hoặc là người ta muốn nâng giá hàng lên, các bạn phụ thuộc người ta là các bạn phải chịu thiệt không? Các bạn phải tìm được là nhiều nguồn cung cấp hàng để đảm bảo là cái chỗ này nó đứt hàng thì còn chỗ khác nhập hàng đó. Cái nào ví dụ về trong cái mối quan hệ làm ăn ha, còn thí dụ như cái mối quan hệ về 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 chính trị đi, các bạn thấy cái việc mà Nga, Mỹ, Ukraine ở đó, các bạn thấy không? Đó, nó cũng có một cái mối quan hệ ràng buộc đó. Nó thì các bạn thấy bây giờ cái theo góc nhìn của mình thôi nha, tại vì về quân sự hay chính trị thì mình cũng không rành, nhưng mà mình thấy được nó có cái mối quan hệ đó, lệ thuộc đó. Là ví dụ bây giờ Ukraine bây giờ giống kiểu như nửa vời á,
Bây giờ bị thằng Nga nó dập rồi, bây giờ quay lại với Nga thì cũng không được. Mà còn mà chơi thân với phương Tây á, bây giờ phương Tây nó cũng đếch dám chơi nữa. Nó cũng chỉ hỗ trợ thôi chứ bây giờ nó đâu có dám gia cho Ukraine gia nhập vào Liên minh châu Âu hay là gia nhập NATO đâu. Bên kia nó cũng không dám. Nó bây giờ cứ kiểu như lơ lửng là bên này cũng không được, bên Nga cũng không được mà bên phương Tây cũng không được. Đó. Rồi, mình quay lại với chuyện tình cảm ha. Cực kỳ nguy hiểm luôn, đừng có phụ thuộc tình cảm vào người khác. Tại vì khi các bạn mà bị lệ thuộc vào tình cảm người khác á, cảm xúc của mình á, là nói thiệt luôn, mình biết người đó xấu, mình biết người đó không tốt, mà cái kiểu như mình bị nghiện ngập cảm xúc, nghiện ngập tình cảm với người khác á, mình không dứt ra được, đến mức mình mù quáng luôn. À, ở đây mình có biết được là xin lỗi em thì anh chia sẻ cái câu chuyện của em lên, nhưng mà thật ra cái câu chuyện này anh thấy cũng đúng, là cái cô bé này cái không cái anh một cái một cái một một cái anh chàng đó có người yêu rồi, nhưng mà bắt cá hai tay quen thêm một cái cô thứ hai này, thì có cô bé này cô không biết, cô không biết cổ là người thứ ba. Đến lúc biết ra rồi á thì cổ và chính và cái người yêu hiện tại của cái anh chàng đó bắt đầu biết hết mọi chuyện ha. Rồi rất là đau khổ. Rồi cổ có nói, cái cô bé này có nói chuyện với mình là cổ là người thứ ba, nhưng mà thật sự cổ không có lỗi tại cổ không có biết đó. Nhưng mà cô bé này thì hiện tại là đã biết được cái đâu là cái giá trị chân thật ha, đâu là cái nên buông bỏ chấp nhận, thì cổ đã vượt qua, cô bé này đã vượt qua, đang dần vượt qua, thì mình tin sẽ vượt qua sớm thôi. Và chấm dứt cái mối quan hệ đối với cái người đó. Nhưng mà ở đây mình thấy được là trong cái thời gian mà cổ nói chuyện với mình trước đó, cô bé này là cổ vẫn phụ thuộc vào người đó, vẫn cái kiểu như là cái cảm xúc đó, đi chi phối nó khiến mình tham lam, mình vẫn muốn níu kéo vào cái mối quan hệ đó, mặc dù mình biết cái người đó là cái sai người rồi, họ họ không có trân trọng tình cảm nên họ mới đi quen lên một lúc hai ba người đó. À, cái cô bé này đã đang dần trong quá trình vượt qua, thì mình ok bắt đầu quay lại mình nói ủa tại rồi cái chị người yêu mà đang yêu cái anh chàng đó thì có biết không, biết luôn nhưng mà vẫn không bỏ được cái người đó. Ủa mình thấy chết rồi, rõ ràng cái người như vậy bắt cá hai tay lộ rõ như vậy mà tại sao lại như vậy, thì thật ra là họ biết sai đó, họ biết cái người đó là như vậy không đúng. Nhưng mà lúc này thật sự mình nói thiệt với các bạn là bị cái kiểu như là nó bị chi phối về mặt tình cảm rồi, cảm xúc của họ lúc này là nó bắt từ nó cần người kia. Nó các bạn giống như là bây giờ giống như một cái người nghiện vậy đó, nghiện cảm xúc giống như nghiện ma túy vậy đó. Mà theo mình nói thiệt cái nghiện cảm xúc nó còn kinh khủng hơn nghiện ma túy, nó thiệt luôn á. Bây giờ thí dụ như các bạn nghiện ma túy đi, bình thường các bạn biết hút ma túy xấu đúng không, biết sao không, pháp luật ngăn cấm cái chất đó là chất độc, nó không tốt cho cơ thể sức khỏe, sử dụng nó là vi phạm pháp luật. Nhưng mà đến lúc nó lên cơn nghiện rồi thì cũng tìm bằng mọi giá mà hút thôi. Thì nó giống như cái cảm xúc của con mình biết cái đó là sai, là cái chuyện đó là sai trái, giống như bởi vậy mấy cái chuyện mà ngoại tình hay là mấy cái chuyện mà người ta bắt cá hai tay rồi này kia, dâm ô trong học đường giáo dục này kia, mặc dù người ta là giáo sư tiến sĩ giảng viên này kia, thì nói chung là người ta bất chấp mọi thứ, cho nên là cái cảm xúc của mình nó bị chi phối rồi. Thì mình không có biết lúc đó là thật sự mình nói là mình đã đánh mất chính bản thân mình, cái đó rất là nguy hiểm. Mình nói thiệt luôn, các bạn đánh mất cái gì cũng được, mình có thể kiếm được, thí dụ như mình mất tiền mình kiếm lại từ tiền nè. Bây giờ thí dụ như mình mệt mỏi quá mình nghỉ, mình mất cái công việc của mình thì mình vẫn kiếm lại được công việc khác, chứ còn mình đánh mất bản thân mình là lúc đó là mình phụ thuộc vào người khác, là mình không còn là mình nữa, mình sẽ làm được những chuyện mà gọi như mình nói thiệt luôn nó điên điên khùng khùng. Giống như mình nè, mình đã từng bị rơi vào trầm cảm đến mức mà mình đánh mất bản thân mình luôn, vợ mình nó ngoại tình mà mình nói là mình sẵn sàng tha thứ cho nó, rồi mình mua nhẫn kim cương này kia, mình chạy ngược theo nó luôn nha, rồi cuối cùng nó cũng dứt áo ra đi thôi. Nhưng mà thời điểm đó là mình kiểu như mình bị phụ thuộc cảm xúc, rồi mình bị trầm cảm, mình đủ thứ, mình không có thể nào thoát ra được cái mối quan hệ đó.
Cho nên mình hiểu được tại sao là như vậy, nên mình thấy cái chuyện mà phụ thuộc nó rất là nguy hiểm ha. Rồi quay đi quay lại thì nói chung cái nỗi đau này thực sự là nó rất là đau. Nó đau, phải nói là đau không thể tả. Ăn cũng không muốn ăn, làm gì cũng không muốn làm gì, chả có. Bây giờ đi ra đi du lịch thì thiệt trong cái thời điểm đó mình đi du lịch đó, nhìn cảnh thì nó đẹp, thì có thấy nó đẹp đó, nhưng mà không có vui tí nào. Ăn uống thì chủ ăn có đồ ăn ngon, ăn đặc sản ở địa phương thì ăn kiểu như ăn cho có, chứ thực ra là không thấy ngon đó. Rồi người sống lúc nào cũng cái kiểu như cà bơ, tinh thần nó không có được tỉnh táo, nó thật sự nó giống như một con nghiện cảm xúc rồi đó. Rồi mình nói thiệt luôn, đợt đó có mấy lần mình nghĩ đến cái chuyện mình ra cầu Sài Gòn làm phát cho nó xong. Thứ nhất là mình quá chán đời, cái thứ hai là giống như mình muốn kết thúc, kiểu như để trả thù đời, hay là để cho người ta phải mang tiếng ở này kia, rồi người ta sẽ phải ân hận này kia. Nhưng mà thực tế mình nói thiệt luôn, người ta không có ân hận đâu, tại vì người ta đã bị người ta ngoại tình, người ta đã lệ thuộc cảm xúc vào cái mối cái chuyện tình cảm đó rồi, thì người ta không có hối hận đâu. Cho nên là mãi mình, nhưng mà mình tin là mãi mãi sau này á, khi mà người ta bị đổ vỡ gì đó thì người ta mới hiểu, chứ còn bây giờ đang lúc mà yêu đương ngoại tình này kia thì đối với người ta là cái chuyện đó là số 1, chứ chả có cái chuyện gì quan trọng nữa đâu. Cái nỗi đau thì nó đau như vậy đó, nó rất là đau, đau mà sống không bằng chết, chả muốn ăn uống, chả muốn làm gì cả. Nhưng mà mình tin là các bạn cứ giống như mình nói, là các bạn như vậy nè. Đầu tiên là tóm tắt lại nha, các bạn đối diện với sự thật. Có thể là các bạn sẽ đau mệt mỏi, nhưng các bạn cứ đối diện với nó đi. Giống như các bạn mình nói thiệt luôn, các bạn xem phim ma đi, mà các bạn cứ sợ, rồi các bạn nhắm mắt lại, các bạn không nhìn thì biết con ma nó như thế nào đâu, hiểu không? Thì các bạn chỉ biết sợ thôi. Còn nói thiệt với mình, đi coi phim ma thì á, mình có sợ, có giật mình, nhưng mà không có sợ đến mức mà chả dám nhìn gì đâu. Thì các bạn phải luyện tập được cái bước đó, thì mình phải đối diện với sự thật ha. Ở bước 2 là mình quên đi kỷ niệm đi. Mình, tại vì cái lúc này á, mình phải cần có cái bước 2 này, mình phải quên đi, tại vì lúc này mình đang bị tổn thương mà mình phải quên đi. Thì lúc đó mình để cho những bắt đầu, tại vì lúc này á, mình quên đi để mình có những yếu tố bên ngoài á, nó khỏa lấp được cái những cái trống trải trong lòng của mình ha. Thì lúc đó mình sẽ thấy là cuộc đời này nó có nhiều cái vui vẻ, những cái hay ho ha. Thì lúc tự nhiên mình sẽ, những cái phần đó nó sẽ khỏa lấp cho trong lòng con ta vui lên. Thì sau này á, khi mà mình đã được chữa lành á, thì lúc này á, mình thực sự là không hẳn mình quên nha, thì lúc này những cái niệm, những kỷ niệm đó đối với mình á, nó rất là bình thường. Ví dụ như bây giờ mình về Sài Gòn, mình đi qua những cái con phố, những cái chỗ mà những kỷ niệm hồi xưa mà mình với vợ cũ mình ăn uống hoặc quen nhau, và những cái địa điểm vui chơi, thì thật sự là nó chỉ thoáng qua, đó là những kỷ niệm thôi, chứ nó không có còn đau nhói giống như cái thời điểm mà mình vật vã mấy tháng đầu rồi đó ha. Đó, rồi trong thời gian đó thì đối với mình tất cả nó cũng bình thường, nhưng nó giống như bây giờ nhìn lại thì cái đó nó chỉ là một cái vết sẹo thôi ha. Lâu lâu nó chỉ thoáng buồn tí thôi, chứ nó không còn phải đau đớn mà phải vật vã giống như cái thời gian mà trầm cảm này nữa ha. Rồi chúc các bạn là mau chóng lấy lại được tinh thần ha. Mình nói thật luôn là trên đời này nó có những cái chuyện mà mình không có lường trước được, cho nên là mình phải mạnh mẽ lên, mình vững tâm lên ha, để mình đón nhận được là những cái điều không như ý nó xảy tới. Mình nói thật với các bạn luôn á, trước khi xảy ra cái chuyện này á, trong cuộc đời của mình nó rất là êm đềm. Những cái mình đi làm, mình đi ra trường, đi học, đi ở dưới học cấp 3 xong mình đi lên đi học đại học, là đi ra trường kiếm việc làm, công việc nó cũng tăng lương ổn định đều, rồi mua được chung cư, mua được xe hơi này, khi lấy được vợ này, khi mọi thứ xong đùng một phát mình mất hết. Đối với mình là kiểu gia đình tan vỡ, là mất hết, thì lúc đó mình rất là sốc. Nhưng mà
có những chuyện nó xảy ra thì bắt buộc nó phải xảy ra thôi. Mình không có kiểm soát được, mình không thể nào kiểm soát là anh này cô này lấy nhau là không được bỏ nhau. Mình nói thật luôn, vợ cũ mình nó là bên đạo Công giáo, là bí tích hôn phối đó, mà vẫn ngoại tình, vẫn bỏ nhau bình thường đó. Không có gì là một cam kết chắc chắn cả. Cho nên mình phải thực sự và vững tâm mạnh mẽ lên, phải đón nhận những sóng gió trong cuộc đời ha. Cố lên mọi người, mình tin là ai sinh ra trong cuộc đời này cũng đều có lý do, và phải thật sự trân trọng cái cuộc sống của mình, phải sống tốt ha. Ngoài kia còn bao nhiêu mảnh đời người ta không lành lặn tay chân, người ta vẫn yêu đời, vẫn giúp đỡ những cái hoàn cảnh khác, mà tại sao mình lành lặn tay chân mà mình phải để lệ thuộc cảm xúc vào một cái đường khác, rồi mình phải nghĩ đến chuyện chết, phải quên đi cuộc đời này. Không nên như vậy nha. Cố lên mọi người.